Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động của tháng nhân đạo năm 2024 với chủ đề gắn kết cộng đồng, trao nhận yêu thương. Vào sáng nay 21 tháng 5, tại bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, Hội chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Co-op Rạch Giá trao tặng 2.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện sản nhi và bệnh viện ung bướu tỉnh Kiên Giang. Thịt heo kho đậu hũ, canh chua, đậu que xào thịt là những món ăn nghĩa tình mà Hội chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Co-op Rạch Giá gửi trao tận tay như một món quà yêu thương đến bệnh nhân nghèo, người khó khăn có được bữa no đầy đủ chất dinh dưỡng. Nói chung ra nuôi thời gian dài quá thì cũng hơi khó khăn đó chị, nhưng biết ăn ở đây cho ăn em cũng rất hài lòng đó chị. Chứ bà con ở đây thì đối xử với nhau cũng rất quý mến lắm. Bà con rất là hài lòng. Có bữa đồ ăn tương, có bữa đồ ăn mặn, đổi món như đó, bữa thịt kho hột vịt, có bữa thì cá kho, sáng thì cho đồ tương, chiều thì cho đồ mặn vậy đó, đổi liền liền à. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang Lưu Kim Quay cho biết, bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh Kiên Giang phục vụ miễn phí từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, mỗi ngày 2 buổi. Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phục vụ cơm cháo không đồng với mong muốn sẻ chia cùng người bệnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn đang phải điều trị bệnh. Đối với phục vụ của bà con của ba bệnh viện của tỉnh hiện nay thì chúng tôi, cái bếp ăn tình thương của tôi hoạt động thì một ngày chúng tôi sẽ nấu 2 buổi phục vụ cho bà con là từ buổi sáng. Buổi sáng là 10 giờ là chúng tôi bắt đầu phát cơm thì nó khoảng 450 suất cơm cho bà con, buổi chiều thì khoảng 400. Thì công sức hàng ngày thì chúng tôi phục vụ cho bà con nghèo khó khăn này miễn phí là trên 800 suất cơm cho bà con ở tại các bệnh viện. Ngoài hỗ trợ 2.000 suất cơm tặng cho bệnh nhân nghèo khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện sản nhi và bệnh viện ung bướu tỉnh Kiên Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn Co-op Rạch Giá trao tặng cho bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh Kiên Giang 80 thùng nước suối, 100 chai nước mắm và 5 kg trà bông để bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh Kiên Giang phục vụ nấu các bữa cơm miễn phí cho người dân. Tháng nhân đạo tỉnh Kiên Giang năm 2024 với chủ đề gắn kết cộng đồng, trao nhận yêu thương được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024.